Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, đại diện Ủy ban nhân dân xã Tiên Động, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền xã vừa làm việc với anh NVN, thôn Quan Lộc, xã Tiên Động để nhắc nhở, yêu cầu nghiêm túc thực hiện các quy định về bảo vệ quyền trẻ em, không được tái phạm hành động bạo lực. Theo đó, cuối tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động nhận được thông tin cháu DTT, 11 tuổi, trú tại thôn Quan Lộc nhập viện và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ với nhiều vết thương bầm tím. Nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã Tiên Động nhanh chóng vào cuộc xác minh, đồng thời báo cáo lên công an huyện Tứ Kỳ. Bước đầu xác định T bị bố dượng là ông NVN dùng dây điện đánh. Làm việc với cơ quan công an, ông N đã thừa nhận hành vi của mình. Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tiên Động cho biết, chính quyền địa phương đã đến thăm, động viên cháu Tê. Hiện cháu Tê đã xuất viện, sức khỏe đã ổn định và trở về nhà. Mới đây, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để điều tra nguyên nhân ông Phạm Văn Hồng Vũ, 56 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành, cầm dao đâm em ruột tử vong. Nạn nhân là anh Phạm Văn Hồng Lợi, 53 tuổi, ngụ cùng ấp. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút ngày 17 tháng 7 do hai anh em ruột có mâu thuẫn với nhau thời gian trước đó. Sau khi đi nhậu ở nhà bạn, ông Vũ chạy xe máy đến nhà anh Lợi ở xã Hiệp Thạnh để nói chuyện. Có men rượu trong người nên người anh kiếm chuyện gây sự lớn tiếng. Anh Hồng Lợi cũng đã cự cãi qua lại dẫn đến không kiềm chế bực tức. Lúc này, đối tượng Vũ lấy con dao lao tới đâm trúng vào ngực của anh Lợi. Không kịp phản ứng, nạn nhân té xuống nền gạch bất tỉnh. Gia đình nhanh chóng chở anh Lợi tới bệnh viện Đa khoa Long An cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 22 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh cùng các ngành chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi của vụ án. Nghi phạm Vũ bị công an bắt giữ sau đó. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh làm rõ. Ngày 17 tháng 7, công an thành phố Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ thi thể nam thanh niên bốc mùi ở phòng trọ nghi tử vong nhiều ngày. Theo thông tin ban đầu, một người dân gõ cửa một phòng trọ trên đường số 1, phường Linh Xuân để tìm một người đàn ông khoảng 31 tuổi. Xong hồi lâu nhưng không nghe tiếng trả lời, bên trong có bốc mùi hôi. Nghi chuyện chẳng lành, họ nhờ chủ trọ mở cửa thì phát hiện người này đã tử vong trên gác lửng nên gọi điện thoại báo lực lượng chức năng. Mở cửa kiểm tra, mọi người tá hỏa phát hiện một thi thể nam giới đã tử vong trên gác lửng, thi thể bốc mùi. Hiện trường ghi nhận không có sự xáo trộn. Nhận tin báo, Công an thành phố Thủ Đức Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là anh NHT, 31 tuổi, sống tại phòng trọ nói trên. Mới đây, công an huyện Nghĩa Hành tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã hoàn tất điều tra vụ án bắt cóc xảy ra trên địa bàn. Kết quả điều tra cho thấy đây không phải là vụ bắt cóc như trình báo mà là vở kịch do LDD, sinh năm 1990, con trai của nạn nhân dựng lên nhằm lừa tiền của gia đình. Trước đó vào ngày 26 tháng 6 năm 2024, ông LDT nhận được điện thoại từ một người lạ mặt cho biết con trai ông là LDD đang bị bắt cóc và yêu cầu gia đình trả 100 triệu đồng để chuộc con trai về. Lo lắng cho con trai, ông T đã vội vàng đến cơ quan công an trình báo. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, cơ quan công an phát hiện nhiều lỗ hổng trong lời khai của ông T và nghi ngờ đây là vụ lừa đảo. Lần theo dấu vết, công an xác định D đã cắt đứt liên lạc với gia đình và ẩn náu tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành. Tại đây D đã khai nhận tự dựng lên vở kịch bắt cóc để lấy tiền chuộc của gia đình do nợ và tiêu xài hoang phí d không có khả năng thanh toán nên đã nảy sinh ý định lừa đảo được biết ldd là đối tượng có hai tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản hiện công an huyện nghĩa hành đã khởi tố bị can đối với ldd về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các gia đình về thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng đồng thời cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước những tin nhắn cuộc gọi đòi tiền chuộc Hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phần nào làm sáng tỏ vụ án buôn lậu hơn 6 tấn vàng thỏi từ Campuchia về Việt Nam. Hai tư bị cáo trong đường dây này đều thừa nhận hành vi phạm tội và đối mặt mức án nghiêm khắc. Tại phần xét hỏi, các bị cáo bao gồm Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Dào, Nguyễn Thị Kim Phượng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trần Thanh Thắng và 19 đồng phạm khác đều thừa nhận hành vi buôn lậu vàng. Các bị cáo cho rằng do thiếu hiểu biết về pháp luật nên đã vi phạm pháp luật, đồng thời họ bày tỏ mong muốn được hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. Kết thúc phần xét hỏi, đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã công bố quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Ngọc Dầu cầm đầu đường dây buôn lậu bị đề nghị mức án 17 đến 18 năm tù. Nguyễn Thị Kim Phượng, em gái của giàu cũng tham gia đường dây buôn lậu, đối mặt mức án 15 đến 16 năm tù. Nguyễn Thị Thúy Hằng, chủ tiệm vàng Kim Oanh Hằng, tiêu thụ vàng lậu bị đề nghị 10 đến 11 năm tù. Trần Thanh Thắng, người vận chuyển vàng lậu bị đề nghị 12 đến 13 năm tù. 19 đồng phạm còn lại có vai trò khác nhau trong đường dây bị đề nghị mức án từ 5 đến 14 năm tù. Ngoài ra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị hội đồng xét xử buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu toàn bộ vàng và tiền thu giữ trong quá trình điều tra liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Đồng thời, kê biên phong tỏa tài sản để đảm bảo việc thi hành án. Theo Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa, đủ cơ sở xác định cáo trạng truy tố 24 bị cáo về tội buôn lậu là có căn cứ, đúng người đúng tội. Việc các bị cáo dù hiểu biết pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận cá nhân đã tham gia đường dây buôn lậu vàng với số lượng lớn hơn 6 tấn, trị giá hơn 8.000 tỷ đồng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng, đồng thời tác động tiêu cực đến sự ổn định phát triển ngành vàng. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cần áp dụng mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo có vai trò chủ mưu, cầm đầu và giảm nhẹ cho những người thành khẩn khai báo, hợp tác với cơ quan điều tra và khắc phục hậu quả.